Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cũng như đăng nhập vào trong game FC Mobile 24 Hàn Quốc ở trên điện thoại iPhone. Và hiện tại thì mình đã tải sẵn game này rồi. Bây giờ thì mình sẽ xóa game này đi và hướng dẫn các bạn cách tải cũng như đăng nhập lại từ đầu nhé. Mình xóa ứng dụng đi. Xóa. Thì để mà tải được game này, bắt buộc các bạn sẽ phải chuyển vùng App Store của bên Hàn Quốc nhé. Và khi làm theo hướng dẫn của mình, các bạn nhớ là các bạn phải làm liền mạch và không được thoát ra ngoài trong lúc đang chuyển vùng. Tốt nhất thì các bạn nên sử dụng hai chiếc điện thoại nhé. Một chiếc điện thoại của người thân để các bạn xem video, còn chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn làm theo hướng dẫn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tải luôn. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào App Store. Khi mà vào App Store rồi, các bạn bấm vào avatar của App Store. Các bạn bấm vào địa chỉ email của App Store. Khi nó ra giao diện này, các bạn bấm vào phần quốc gia gạch vùng. Bấm quốc gia gạch vùng. Tiếp theo các bạn bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng. Ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống và tìm cho mình đến Hàn Quốc nhé. Đây. Vần này là vần chữ C này, chữ D, chữ E, chữ H đây. Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ nhé. Thì các bạn nhấp vào Hàn Quốc cho mình. Nhấp vào Hàn Quốc. Rồi khi mà các bạn bấm vào trong Hàn Quốc rồi, các bạn bấm vào chữ đồng ý. Và các bạn nhớ nhé, là từ đoạn này trở đi là các bạn phải làm liền mạch và không được thoát ra ngoài nhé. Nếu như mà từ đoạn này mà trở đi mà các bạn lỡ thoát ra ngoài là các bạn sẽ phải chuyển vùng lại từ đầu nhé. Cho nên lưu ý giúp mình. Ở đây các bạn bấm vào đồng ý. Rồi đoạn này là các bạn làm liền mạch nhé, không được thoát ra ngoài nhé. Đây, các bạn sẽ nhấp vào cái dòng thứ 5. Đến giao diện này các bạn nhấp vào dòng thứ 5 ở đây là không, không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế nhé. Rồi tên họ của các bạn là gì thì các bạn ghi vào. Thường thì mình sẽ ghi là không dấu. Mình tên là Lưu Huế thì mình sẽ ghi là Lưu Hoe. Rồi cái phần địa chỉ thanh toán dòng 1 này thì các bạn nhập bậy nhé. Các bạn thích nhập là cái gì cũng được. Đó, mình sẽ nhập bậy là 3 số 7. Cái này dòng đầu là tên, hai dòng đầu là tên đường nhé. Cái dòng thứ 3 là tỉnh thành phố này thì mình sẽ viết là HCM Hồ Chí Minh, mình sẽ viết tắt. Còn nơi các bạn ở là gì thì các bạn viết tắt. Và hoặc là các bạn nhập bậy cũng được. Tiếp theo thì đến cái dòng thứ tư là cái dòng khu vực thì phải, thì các bạn sẽ kéo xuống và các bạn chọn vào dòng thứ hai cho mình nhé. Rồi tiếp theo đến cái phần mã zip code ở đây. Rồi thì các bạn sẽ nhập đó chính là 41.000 cho mình. 41.000. Rồi 41.000. Và cái phần số điện thoại này thì mặc định nó sẽ lưu luôn cái số điện thoại của các bạn vào nhé. Còn nếu như mà các bạn không có số điện thoại thì các bạn có thể là nhập từ 0 đến 9 cũng được nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bấm chữ tiếp theo. Rồi và các bạn có thể thấy là cái App Store của mình đã được chuyển vùng qua bên Hàn Quốc rồi. Đó, mình nhận được một cái gò mai thông báo này. Bạn nào mà không nhận được cái gò mai thông báo như vậy như của mình á, là do các bạn không bật thông báo gò mai thôi, nhưng mà các bạn vẫn chuyển vùng thành công nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ gõ từ khóa tìm kiếm là FC Mobile. Rồi, các bạn gõ FC Mobile rồi, các bạn tìm. Và đây là cái game của chúng ta, FC Mobile phiên bản Hàn Quốc, các bạn sẽ bấm vào nó. Rồi các bạn sẽ tiến hành tải về nhé. Đó, đây là game của chúng ta. Rồi, và các bạn thấy thì cái game này nó tải cũng rất là nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi cho game là tải xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng App Store về lại Việt Nam. Và sau khi mà chuyển vùng App Store về Việt Nam xong rồi thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào game này nhé. Bây giờ mình có thể là bấm Open để mà vào game. Bấm vào chữ Hàn này để mà vào game, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển về Việt Nam trước đã. Thoát ra ngoài. Đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào App Store nha. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào avatar của App Store. Các bạn bấm vào địa chỉ email của App Store. Bây giờ mình đang hướng dẫn chuyển từ Hàn Quốc về lại Việt Nam nhé, để các bạn có thể là tải những cái game app của Việt Nam. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm phần quốc gia cái vùng, cái chữ Hàn Quốc này các bạn nhấp vào. Các bạn bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng chữ Hàn Quốc nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo từ bên trên xuống bên dưới đến dòng 61 nha. Các bạn xem mình đếm này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ủa cái này dòng 62. Ok, thì nó rơi vào dòng 61 và dòng 62 nhé. 61 hoặc 62, nhưng mà các bạn để ý là cái chữ Việt Nam ở bên Hàn Quốc này thì cái chữ cuối cùng này nó giống cái chữ Y dài của Việt Nam nhé. Đây các bạn để ý là cái ngón tay mình chỉ vào đây. Đây cái chữ này là cái chữ Việt Nam nhé. Có 3 chữ Hàn Quốc mà cái chữ cuối cùng nó giống cái chữ Y dài của Việt Nam đấy. Để các bạn để ý cái ngón tay của mình nha. Rồi các bạn chạm vào nó là Việt Nam đấy. Bấm vào Việt Nam. Nó ở dòng 61 hoặc 62 đó. Rồi, ở đây thì các bạn không được thoát ra nhé. Các bạn làm liền mạch cho mình nhé. Các bạn bấm đồng ý. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào chữ không là không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Đường thì các bạn sẽ tiến hành nhập bậy vào. Hoặc là các bạn tốt nhất thì nên nhập đường của các bạn ở vào nhé. Hoặc là không các bạn nhập bậy cũng được đâu. Nó không có quan trọng đâu. Rồi thành phố mình ghi là HCM viết tắt. Mã zip ở Việt Nam thì các bạn chỉ cần nhập đủ 6 chữ số nha. 22, 44, 67. Các mã zip này là cái mã bưu điện ở nơi các bạn ở. Các bạn có thể nhập mã bưu điện nơi các bạn hoặc là các bạn nhập bậy giống mình cũng được. Số điện thoại thì các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào nha. Ở đây mình làm hướng dẫn cho nên là mình sẽ nhập bậy từ 0 đến 9 nha. Rồi sau đó thì mình sẽ bấm chữ tiếp theo ở đây. Được rồi, vậy là mình đã chuyển vụ App Store về Việt Nam thành công. Thì mình cũng nhận được một cái Gmail thông báo luôn. Bạn nào mà không nhận được cái Gmail này là do các bạn không bật thông báo Gmail thôi, nhưng mà chúng ta vẫn chuyển vùng thành công. Rồi thì bây giờ các bạn có thể là tải những cái game app của Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào game nhé. Đây, game của chúng ta, các bạn bấm vào cho phép gửi thông báo rồi. Các bạn có thể bấm vào cho phép hoặc từ chối tùy các bạn nhé. Cái game này thì các bạn đăng nhập khá là dễ. Như mình thấy là đăng nhập chỉ có tài khoản Facebook hay Google đều đăng nhập nhập được nhá. Yêu cầu ứng dụng không theo dõi. Và hiện tại thì nó tải được 100% rồi đây. Các bạn bấm vào chữ Hàn Quốc ở đây. Các bạn sẽ bấm vào cái hình thức đăng nhập nhé. Các bạn đăng nhập bằng Facebook hay là Google hay bằng tài khoản Apple hay là bằng Nissan hay bằng tài khoản khác đều được nhé. Mình sẽ bấm vào Facebook. Rồi mình bấm vào tiếp tục. Mình bấm vào mở lên để mà đăng nhập vào á. Được rồi, bấm vào tiếp tục. Rồi, và hiện tại thì mình đã vào game rồi nha. Nhưng mà mình sẽ tắt nhạc đi để cho nó đỡ ồn. Ok. Rồi mình đóng nó lại, đóng nó lại. Đóng hết lại. Đó, và hiện tại thì mình đã đăng nhập vào game. Cái tên nick của mình thì nó đã đặt trước là MRX Mobile này nhé. Đó, bạn nào mà mới lần đầu đăng nhập thì phải tạo tên. Và trong game này này thì nó sẽ có cái ngôn ngữ đó chính là tiếng Hàn. Nếu như các bạn không hiểu ngôn ngữ của trò chơi thì các bạn có thể là tiến hành chụp ảnh màn hình lại. Đây. Bạn nào không hiểu ngôn ngữ của trò chơi thì có thể chụp ảnh màn hình lại nhé. Sau đó thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Đó. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái app có tên là Google Dịch ở đây nhé. Đó. Các bạn lên App Store hoặc Google Play, các bạn có Google Dịch các bạn bấm vào nó. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào này. Đó, ở đây mình là tiếng Việt đúng không? Thì mình sẽ bấm vào phát hiện ngôn ngữ và dịch qua tiếng Việt. Rồi sau đó thì mình sẽ bấm vào cái phần máy ảnh ở đây. Mình sẽ bấm vào cái ảnh vừa nãy mình chụp màn hình lại. Rồi mình sẽ bấm vào trong cái ảnh mà mình vừa mới chụp vào màn hình vừa nãy đấy. Thì cái ngôn ngữ của nó sẽ được dịch qua cho các bạn sang tiếng Việt nhé. Đó, các bạn có thể thấy không? Ở đây bạn nào mà không có hiểu về cái ngôn ngữ của setting ấy, thì các bạn có thể là vào đây để mà cho nó dịch sang ngôn ngữ tiếng Việt để mà các bạn có thể là tiện setting trong các cái phần cài đặt nhé. Rồi trong video này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách tải cũng như là đăng nhập vào trong cái game Free Fire Mobile Hàn Quốc này để mà các bạn chơi. Các bạn thích video này của mình, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận dưới dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.